Hello. Dạ, xin kính chào tất cả các cô chú anh chị đã đến với kênh Dạng Vlog nha. Thì hôm nay Dạng đi bảy cung ngói. Dạng đi trở về cái sân huyền thoại. Hôm nay Dạng đi có mình nè. Trời ơi, sáng chuyển mưa ít xịt rồi các cô chú anh chị ơi. Sáng ống chuyển mưa quá rồi. Không biết có mưa không. Thì đầu video Dạng cũng xin chúc sức khỏe đến các cô chú anh chị, các anh em bảy chim trên mọi miền đất nước được dồi dào sức khỏe nha. Hôm nay Dạng đi có mình nè. Đại ca bữa nay bị kẹt cái đám cưới rồi nha. Kẹt cái đám cưới ông ở nhà ông rửa gần bữa. Đám cưới ông rửa gần bữa nghe các cô chú anh chị. Thì hôm nay Dạng đi một mình nè. Dạng làm bữa nay cái sân này nước lên nè. Dạng thấy nước có lên nè nghe các cô chú anh chị giác này. Để Dạng kê cái sân lên chút xíu mới được nước lên, sợ mấy con mồi nó dậy á, như đợt trước đó cô chú anh chị, là nó sẽ không xuống. Nước lên sân cái này, nước lên Dạng kê lên rồi, Dạng cắt Dạng cũng có kê lên mới rồi. Thì thôi để chừng nào cu nó về Dạng quýnh Dạng quay cho các cô chú anh chị xem nha. Giờ Dạng sửa cái sân Dạng lại chút xíu nữa để nước lên nó ngập mấy con cu nha các cô chú anh chị. Dạng vừa kê xong Dạng kê mấy con mồi lên cao cao một chút nha, lỡ có nước lớn lên thì nó cũng đỡ nha các cô chú anh chị. Đó, mồi gỗ của Dạng nè, kê cho nó lên cao cao một chút, lỡ có nước lớn thì con mồi nó đứng được. Giờ nước lên này nè, quá rất là nước lên này, phải kê cao cao lên mới được, kéo không là không được à. Cho nó đứng cao lên nha các cô chú anh chị, là có nước thì nó nổi lên thì cũng có cái nó đứng được. Đó, giờ nước nó lan lên nè, nước lớn đang lên không biết nhiều ít, chỉ không biết mà đang lên. Dạng quýnh bữa nay Dạng quýnh cũng bốn con mồi đó, một con đây, một con đó, đó bốn góc bốn con. Dạng quýnh thêm con cẩu nữa nghe các cô chú anh chị. Sân này bữa nay lâu quá rồi không có quýnh nên Dạng quýnh thêm con cẩu nữa. Rồi chừng nào cô về Dạng quay cho các cô chú anh chị xem. Chúc các cô chú anh chị xem video vui vẻ nha.
con chú anh chị ơi, dữ lắm rồi, dữ lắm rồi nghe, cứng cái lưới hết trơn rồi, cái lưới bị ngóc luôn kìa, cứng cái lưới hết trơn rồi. Thôi để dạng ra dạng quay cho các cô chú anh chị. Đây là các cô chú anh chị, dạng cũng ngáp ngóc ngán lên luôn kìa, đó dữ lắm, dữ rồi, nhiều lắm nha. Thôi để dạng đây nè, thôi kìa, đó, cứng hết trơn rồi, già không à, phải cù di cư nha các cô chú anh chị. Con này mới vừa từ về, dạng điếm được ở trên dây điện là 130 nha, mới di cư về đây nè. Thôi để dạng gỡ nghe các cô chú anh chị ơi, tại săn bây giờ nước quá rồi, nước quá, nước này nó lên nước quá, dạng không dám để nữa, nước nhiều quá dạng không dám để nha, dạng để còn nữa đó nghe các cô chú anh chị, hết nói rồi. Mẹ này trúng mánh này các cô chú anh chị ơi, quá đã trúng mánh này. Quá chúng rồi nha, dạng chúng mánh rồi, bữa nay dạng chúng mánh này, gỡ rồi, săn nước quá nước, dữ lắm cù, nhiều lắm rồi các cô chú anh chị, nước lên này nè, nước lên ngập hết rồi. Vậy không dám để nữa, sáng dạng chơi ít quá nước không à, nước nhiều quá, đúng một cái trắng giả hết trơn rồi, quá trời rồi. Thôi, dạng dạng. Đây cuối cùng dạng cũng gỡ xong nha các cô chú anh chị nè, 98 con, 98 con nha các cô chú anh chị, đầy lòng luôn rồi đó. Thôi dạng ra cuốn lưới. Thôi dạng cũng xin kết thúc video đây luôn nha các cô chú anh chị ơi. Xem cho video cho dạng xin một đăng ký kênh nha các cô chú anh chị. Một like, một lượt chia sẻ nha. Dạng cảm ơn các cô chú anh chị rất nhiều. Rồi, bye bye. Hẹn gặp lại các cô chú anh chị video tiếp theo nha.